Hello my friends, welcome back. Let's stay home and learn English with me. Lần trước mình đã nói với nhau về cách dùng của gì? Nor, not only, or never. Yes, khi những từ này được đưa lên là đứng ở vị trí ở đầu câu. Okay. Yeah, mọi người còn nhớ chứ? Mình đã nói rất kỹ về những cụm từ này và khảo sát các ví dụ ha. Thì khi mình đưa no, neither, never, hardly, ever, not, only lên đứng ở vị trí đầu câu thì mình sẽ có gì? Phải đưa trợ động từ ngay sau đó, hay còn gọi là đạo ngữ. Yes, never have I met him. Phải đưa trợ động từ này lên trước. Ok, yeah. Hôm nay mình sẽ qua một câu mới. Yeah, câu nói của ngày hôm nay rất dễ thương và rất ngọt ngào, mà mình nghĩ thường các chàng trai có thể dùng để làm thay một lời tỏ tình đáng yêu với bạn gái của mình ha. The rose is red, the violet is blue, sugar is sweet, and so are you. So the rose is red, hoa hồng thì màu đỏ, the violet là hoa violet nhé, là hoa violet thì màu xanh, blue, sugar is sweet, đường thì ngọt ngào, and so are you, và em cũng thế và bạn cũng thế. Ok, so are you. Yeah, ở trong tiếng Anh thì không có phân biệt, như tiếng Việt mình you dùng cho cả anh hay cả em, cả bạn gì cũng được, nhưng mà với cái dòng điệu của bài thơ này thì hợp để nói về một cô gái hơn ha. The rose is red, the violet is blue, sugar is sweet, and so are you. Và cấu trúc hôm nay, điểm ngữ pháp hôm nay mà mình muốn mọi người học cũng rất nhẹ nhàng và ngắn gọn, là mình muốn khảo sát từ so. Ok, so are you. Yeah, so are you. Em cũng thế, em cũng vậy. Ví dụ như mình nói rằng là tôi thích cà phê. Yeah, mình nói rằng mình này ha. I like coffee. Mình thích cà phê, bạn cũng thích cà phê, bạn nói sao? So do I. Tôi cũng thích. I like coffee too. Yeah, có nhiều cách nói ha. So do I. Tôi cũng vậy. Or I like coffee too. I do too. Có nhiều cách ha. So are you. Vậy ở đây ha, mình cũng để ý là gì? Mình sẽ đưa gì? To be. Yeah, to be. Đưa to be này ra trước you. So are you. Hoặc như ở trong ví dụ mình đưa I like coffee. I say. Mình nói I like coffee. Và bạn cũng thích, bạn nói là sao? So do I. So do I thì mình đưa trợ động từ do lên trước chủ ngữ I. Ok, so do I. Và từ so, so là một từ mình sử dụng khá nhiều. Yeah, gặp thường xuyên trong các văn bản và cũng sử dụng khá nhiều. Bây giờ mình sẽ xem các ví dụ, rồi từ các ví dụ này mình muốn là chúng ta sẽ cùng nhí nhận xét về cách dùng của nó và ý nghĩa của nó. Yeah, một ví dụ mà mình nghĩ là mọi người hay gặp ha, hơn cả so are you ở trên trong bài mình đưa ra nữa, đó là gì? I love you so much. I love you so much. I love you so much. Yeah, we have so much. Ok, so ở đây là gì? Là rất, đúng không? Yeah, I love you so much. Tôi yêu bạn rất nhiều. Rất, ok. Thì ở đây á, mình sẽ có so rất, tôi yêu bạn rất nhiều. Vậy từ rất ở đây nó là ở đây bằng với từ gì? Very. I love you very much. Ở đây nó làm chức năng của loại từ nào? Ở đây nó đang là một gì? Tràng từ. Ok, nó là một tràng từ. Yeah, adverb. Yeah, so much. Very much. Very tall. Very long. Very beautiful. Nó là một tràng từ. Yeah. Vậy tràng từ thì nó có thể bổ nghĩa cho gì? Nó có thể bổ nghĩa cho tính từ được không? Được, nhưng mình nói very beautiful, so beautiful, nó bổ nghĩa cho một tràng từ khác được không? Được luôn. Yes, I love you so much. Ở đây much ở đây là đang là tràng từ đó, rất là nhiều, bổ nghĩa cho I love you. Nó có thể là một tràng từ, nhưng mình nói là very carefully thì mình sẽ nói gì? So carefully. Yeah, very beautiful, so very beautifully. So beautifully, được không? Được ha, nó làm chức năng. Tràng từ thì bổ nghĩa cho một tràng từ khác, hoặc bổ nghĩa cho một tính từ cũng được. Đây là vị trí của một tràng từ. Nó đang bổ nghĩa cho gì? Much. Nhiều, nhiều ở mức độ nào? Tôi yêu bạn nhiều, tôi yêu em nhiều. Nhiều ở mức độ nào? Rất nhiều. Ok. Yeah, so much. And the next. Như vậy đây là một tràng từ nhá, dùng giống như very vậy. Rất ha.
You like tea and so do I. Yeah, đây là trường hợp mà mình mới đưa ví dụ đó. I like tea and so do I. Ví dụ này cũng tương tự như lúc nãy. Ví dụ mình đã cho là mình nói I like coffee và bạn cũng thích coffee luôn mà nói sao? So do I, tôi cũng thích. Tại vì you like tea and so do I. You like coffee and so do I. Yeah, you like tea and so do I. Như vậy từ so ở đây có phải là rất không? Không phải nữa mà là gì? Cũng vậy, cũng thế. Yeah, you like tea and so do I. Yeah, ở đây thì vẫn là adverb nha, adverb so do I. Nhưng mà nghĩa khác, hai câu này nghĩa khác nhau nhá. Rất nhiều, so much. So do I, tôi cũng vậy. Dạ, mình cũng vậy, nghĩa khác nhau. Bây giờ mình qua câu thứ 3, ok? Qua câu thứ 3. I was ill, so I couldn't come. I was ill, so I couldn't come. Tôi bị ốm nên tôi không đến được. Có thể là couldn't come to the party, couldn't come to the class. It's up to tùy ha, mình ghi ngắn gọn thôi. I was ill, so I couldn't come. Tôi ốm nên tôi không thể đi. Như vậy ở đây, so đang làm chức năng của gì đây? So, I was ill, so I couldn't come. Trước đây là I was ill là một mình đề đầy đủ ha. Có chủ ngữ rồi, có động từ chỉnh rồi. Và I couldn't come cũng là một mình đề nữa. I couldn't come. Yeah, tôi không thể đến cũng là một mình đề đầy đủ nữa. Thì đây là so là nổi giữa hai mình đề với nhau. Thì mình sẽ gọi nó là gì? Mà được xem là gì? Là một liên từ, ok? Liên từ nổi hai mình đề lại với nhau. Yeah. I was ill, so I couldn't come. Như vậy ở đây ha, mình sẽ có so là một liên từ và nó là nghĩa là gì? Vì vậy tôi bị ốm, vì vậy tôi không thể đến được. Vì vậy hoặc cho nên tôi bị ốm, cho nên tôi không thể đến được. Như vậy cái mình đề sau so này, so I couldn't come này là mình đề để chỉ nguyên nhân hay kết quả. Tôi bị ốm, vì thế tôi không thể đến được. Thì bị ốm này là gì? Là nguyên nhân và hệ quả dẫn đến là tôi không thể đến dự tiệc, tôi không thể đến được. Và cái này là result. Và này là gì? The cause, nguyên nhân và hệ quả của nó. Yes. Ok, bây giờ mình sẽ khảo sát câu cuối cùng ha. Câu cuối cùng mình cho đó là I don't think so. I don't think so. I don't think so. I do not think so. I don't think so. Khi ai đó bày tỏ một ý kiến và mình không nghĩ như vậy. I don't think so. Tôi không nghĩ như thế. Vậy ở đây so đang làm chức năng của gì đây? I don't think so. Yeah. Thường á, mình có thể nói là I don't think that. Tôi không nghĩ thế. That. Yeah, that là cái điều mà được đề cập trước đó. Và câu này mình sử dụng trong ngữ cảnh là khi mà hai bên có nói chuyện với nhau về vấn đề gì đó trước rồi, xong bây giờ mới bày tỏ ý kiến. Vậy thì ở đây á, từ so này có phải là cho nên không? No. Mà nó có cách dùng ở đây, nó có dùng là so do I không? Nó cũng không. Và nó cũng khác với là rất ha. I don't think so. Tôi không nghĩ như thế. Cái như thế này là hiểu ngầm cho điều gì đó. Tôi không nghĩ như bạn nghĩ, tôi không nghĩ cái điều mà bạn đang nói đó. Và thường, I don't think that, tôi không nghĩ như thế nè. That có thể dùng ở đây. Hoặc là I don't think that's way, tôi không nghĩ theo cách này. Vậy thường, sau think là mình sẽ có gì? Có một tân ngữ. I don't think it's good, tôi không nghĩ là nó tốt. I don't think he's okay. I don't think that you should go out. Chẳng hạn như mình nói là mình không nghĩ là bây giờ bạn nên ra đường. I don't think that you should go out. Tôi không nghĩ là bạn nên ra đường. Vậy thì ở sau think này là sẽ là một cái tân ngữ, một điều gì đó. Yeah, một điều gì đó. I don't think that you should go out. Nó là that, từ mình đề đáp đến phía sau. Thì là gì? Một cái mệnh đề được gọi là mệnh đề danh từ. Nghĩ thì phải là nghĩ điều gì? Nghĩ điều gì? Vậy thì sau nghĩ này là mình cần một gì? Một danh từ đó. Dạ, hoặc I don't think that. That này nó cũng đang đại diện cho cái điều được nhắc định ở trước á. Như vậy that ở đây cũng là gì? Là đang vào chức năng của, đang được vào chức năng của một danh từ. Danh từ và nó sẽ làm gì? Tân ngữ. Dạ, tân ngữ. Tôi không nghĩ điều đó, tôi không nghĩ vậy. Vậy là từ sau này nè, đang thể cho một cái gì? Cho cái vấn đề được nhắc đến trước đó luôn, ok? Vấn đề đó sẽ là một mình đi hoặc một cùng danh từ và nó
và nó làm gì? Nó làm tâm ngữ cho think, nghĩ, nghĩ điều gì. So, ở vị trí này, chính xác là vào vai trò của một danh từ. Vào vai trò của một tân ngữ. Và so đang là vai trò của một tân ngữ. Yes. Và tân ngữ này có thể là một danh từ, một hoặc là một cụm danh từ, hoặc một mệnh đề danh từ. Mệnh đề that được gọi là mệnh đề danh từ. Ok. Vậy mình đã khảo sát qua một lượt về so ha. The rose is red, the violet is blue, sugar is sweet, and so are you. Yeah. Một câu nói rất dễ thương. Bạn hãy copy lại câu nói này. Mình sẽ để ở bên giữa description ha. Copy lại câu nói này và gửi cho người mà mình yêu quý ha. And so are you. Và nhớ nhất so thì phải để gì? Are. Hoặc là so do I. Phải để gì? Trợ động từ đã mới để chủ ngữ. Ok. Yeah. Ngoài ra so much rất nghĩa tích cực. Và so ở đây là gì? Nối hai mệnh đề gọi là liên từ. Còn ở đây là đang làm tân ngữ cho động từ think. Yes. Về so ở trong câu có rất nhiều vị trí đứng. Goodbye. See you next video. And remember to stay home, wash your hand often, and think positively, and keep learning with me. Goodbye. Thank you for your watching.